Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo là phóng sự Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bích Phượng đang có mặt tại kỳ đài trung tâm thương mại Eden Fortress, Virginia để tham dự Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa lần thứ 51. Toán quốc quân kỳ di chuyển đến vị trí để truy điệu. Vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Bảy 18 tháng 6 2016, một buổi lễ truy điệu đã được tổ chức do Liên hội của chiến sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Sau tất cả đầy đủ những nghi thức để tưởng niệm những người con yêu của Tổ quốc bằng chính trái tim của chúng ta, các quân cán chính cảnh Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì Tổ quốc. Các chiến sĩ đã oan thác trong các ngục tù cộng sản và đồng bào tử nạn trên đường vượt biển vượt biên tìm tự do. Đêm truy điệu được kết thúc với một chương trình văn nghệ đấu tranh thật đặc sắc do các ca sĩ trong vùng thực hiện. Ngày Chủ nhật 19 tháng 6, 2016, ngày lễ quân lực Việt Nam Cộng Hòa lần thứ 51 và cũng còn là ngày lễ chiến sĩ tự do do Thượng viện và Hạ viện của tiểu bang Virginia qua Resolution 139 đã vinh danh Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Từ năm 2002, Vietnamese American Freedom Fighter Day, lễ chào quốc kỳ đã được tổ chức vào lúc 11:30 sáng. Sau phần lễ chào quốc kỳ, phút mặc niệm và lời phát biểu của ban tổ chức và ông Chủ tịch Liên hội của Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, đã có một buổi diễn hành của các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng để nhớ lại hơn 350.000 quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh và khoảng 1 triệu quân dân cán chính thương vong trong cuộc chiến, để nói lên lòng tri ân của chúng ta đối với những chiến sĩ quân cán cảnh Việt Nam Cộng Hòa đã xả thân để bảo quốc an dân trong suốt hai thời kỳ Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam. Ngày quân lực hào hùng của một thời và coi đây là một động lực kết nối tình cảm con người và cũng là sứ mệnh văn hóa lịch sử mà mọi người trân trọng và gìn giữ. Và cũng không quên hơn 58.000 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh để bảo vệ tiền đồn tự do tại Việt Nam. Và chúng ta cũng không quên những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn đang sống trong tình trạng nghèo khổ lây lất ở Việt Nam. Ngày quân lực cũng là ngày tưởng nhớ những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống mà những tấm mồ, bia mộ vẫn còn bị nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay chà đạp. Sau đây là lời phát biểu của các cụ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Ngày quân lực hôm nay, ngày 19 tháng 6, tôi rất là nhớ 51 năm về trước, mọi anh em đều vui vẻ để hạnh nhận chiến thắng. Những lần chiến thắng của quân trường, của chiến trường thì chúng tôi rất là sung sướng, vui mừng. Và hôm nay là ngày làm tôi nhớ lại và tôi rất là buồn. Tôi rất đồng đội của anh em của chúng tôi đã hy sinh vì Tổ quốc. Ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa hôm nay rất là khí thế và tinh thần của anh em rất là hào hùng. Coi như là rất là hạnh diện với những cái thành tích mà đã hy sinh cho quê hương đất nước từ trước năm 75. Và nhìn lại bây giờ thì một cái chế độ mà đưa đất nước thật là thảm hại, dân tình đói khổ, tự do dân chủ không có. Đó là cái ngoài cái ý muốn của chúng tôi là thường tranh đấu để cho có một Việt Nam độc lập, tự do và chủ quyền, chứ không phải bị Trung Quốc đàn áp như hiện nay. Thì tôi là một người lính kỵ binh thiết giáp, 11 năm lính ở vùng 1 chiến thuật, và bây giờ sau 40 năm chúng tôi đã sang lưu vong tại Hoa Kỳ, thì chúng tôi cảm thấy rất là buồn vì chúng tôi vẫn chưa có làm được gì để mà hoàn thành cái trách vụ mà khi chúng tôi vào lính, đó là bảo quốc an dân. Vì hiện tại bây giờ ở Việt Nam, như tất cả mọi người đều biết, thì tôi cũng nói nhiều, thì tôi cũng chỉ thấy rằng chúng tôi còn lại ngày nào thì ngày đó vẫn còn tổ chức ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực để tưởng nhớ lại tất cả những anh linh chiến sĩ đã cùng chiến đấu với chúng tôi và đã hy sinh ngoài mặt trận. Ngày hôm nay tôi nhìn lại được những bộ quân phục của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa rất là xúc động. Tôi ước mong cái
bộ quân phục và lá cờ này nó còn kéo dài hoài chứ đừng có mai một. Bích Phượng tường trình từ trung tâm thương mại Eden Fortress, Virginia.